Anh Tú và đầu bếp Hiền Minh. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhanh mà Ngon. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào khung giờ 11:50 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Em chào chị Minh. Chào Thanh Tú, chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Nhanh mà Ngon. Bữa nay nhìn nguyên liệu sơ sơ trên bàn để em đoán bữa nay coi là mình nấu món gì nha. Em biết rồi. Cơm mình ăn với lại tôm rim. Rồi xong rồi mình chiên trứng với lại hành ha. Rồi xong rồi cái này là lạp xưởng. Rồi xong rồi mình luộc đậu Hà Lan nè. Rồi xong rồi mình lấy này mình ăn tráng miệng. Gọn ngon lành, gọn. Tại sao em không nghĩ chuyện em gom mấy thứ này vô thành món? Sao gom được? Được, tất cả này vô thành món cơm chiên. Đúng rồi ha. Đúng không? Đúng rồi. Thanh long mà bỏ chung với cơm hả chị? Bây giờ muốn biết làm sao thì chị em mình sẽ phải bắt tay vào để mà làm. Ngày hôm nay thì chị sẽ bật mí luôn cho em. Món ngày hôm nay chị làm đó chính là cơm chiên hồng ngọc. Là cái màu hồng là chị sẽ lấy từ thanh long. Từ thanh long. Hèn chi có thanh long em tưởng để ăn tráng miệng. Nguyên liệu ngày hôm nay để làm thì có là thanh long ruột đỏ nè, tôm nè, cơm nè. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm trứng, đậu Hà Lan, lạp xưởng và một ít hành lá nữa. Bây giờ em sẽ sắc hột lựu cái tôm này ra giúp giùm cho chị nè. Dạ rồi. Chị sẽ bắt nồi nước và luộc hạt đậu Hà Lan lên cho nó lên cái màu xanh đẹp và thứ hai nó sẽ chín trước một phần. Dạ. Giờ em cắt tôm giùm anh ha. Đúng rồi, em cắt hột lựu nhỏ giùm cho chị nha, đừng có cắt lớn quá. Rồi em sẽ em sắc cho chị xem. Đây. Rồi cỡ đó. Dạ, rồi. Rồi tiếp đến là em sẽ sắc lạp xưởng luôn giùm cho chị luôn. Rồi bây giờ nước sôi nè. Chị sẽ bỏ đậu vô. Rồi chị sẽ sắc luôn hành lá chị để sẵn nha. Bây giờ đậu đã chín rồi nha, chị sẽ vớt nó ra nè. Mình bỏ thêm củ cải cà rốt đồ này kia, cắt hạt lựu cho đẹp được không chị Minh? Được, em có thể cho cà rốt thêm nếu như mà em thích. Ví dụ như nếu đậu Hà Lan mình không có thì mình có thể là sử dụng đậu cô ve mình cắt nhỏ ra vẫn được. Dạ, sao chị Minh làm thấy cái tay cắt chuyên nghiệp dữ ta. Ủa cái thanh long đó là mình thái hạt lựu vậy hả chị Minh? Đúng rồi, chị sẽ thái hột lựu và bắt đầu lát hồi chị sẽ chiên trong cơm. Mình sẽ có vị ngọt tự nhiên từ trong cái trái thanh long nên là cơm của mình á, mình chiên á nó sẽ có những cái hương vị rất là riêng. Và nhất là ở nhà mà có các bạn trẻ nữa, khi mà em làm những món này nè nó lạ miệng hơn và màu sắc đẹp hơn thì các bạn trẻ sẽ thích hơn. Rồi bây giờ có làm gì đâu chị Minh? Rồi bây giờ là em nhường lại cho bếp cho chị nấu thôi đó. Rồi bây giờ em nhường cho chị đó. Cái phần mà dễ nhất là em nhường chị á. Trước tiên á là chị sẽ cho vô đây một ít dầu. Là mình chờ cái chảo nóng mà mình mới bỏ dầu cho mình hả? Đúng rồi, chị sẽ không bỏ nhiều nha. Chị sẽ chiên tôm cũng như là lạp xưởng trước. Cho chị xin một ít tỏi. Cái này mình không sử dụng tỏi, mình làm hành được không chị Minh? Cái cơm chiên thì chị ưu tiên là sử dụng tỏi hơn. Cái mùi nó sẽ thơm hơn. Đúng rồi. Dạ, rồi bây giờ là tới tôm đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, ta nói nó biết ý hết trơn à. Rồi bây giờ tỏi vừa vàng nè, chị sẽ bỏ vô ha. Mình có nêm gì không chị? Không em, lát nữa là chị sẽ nêm ở trong phần kia là dừa. Tại vì trong cái lạp xưởng của mình nó đã có độ mặn nhất định rồi. Dạ, cái cô này đây. Rồi, ủa còn thanh long mình bỏ lúc nào chị Minh? Thanh long á hả, chút nữa em. Bây giờ là chị chỉ có chiên tôm và lạp xưởng thôi. Em thấy nó săn lại kìa chị Minh ha. Đúng rồi đó, nó phải săn lại. Nó săn lại và cái lạp xưởng thì thật sự ra nó chưa có chín khi mà người ta bán á em. Dạ. Dù là tươi hay khô thì cái thời gian họ sấy nó không có làm chín thịt. Nên là cái thời gian mà mình đảo ở trên chảo ở bếp như vậy nè, nó mới làm chín thịt của mình. Thì ít nhất em phải đảo ở trên chảo là từ 5 đến 7 phút. Để cho nó chín. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ chị sẽ bỏ cái phần này ra đây nha. Rồi. Giữ luôn cái chảo này chiên cơm. Mình sẽ tận dụng luôn ha. Tại vì trong này cái mùi thơm của tôm nè cũng như là của lạp xưởng đã có sẵn rồi. Chị sẽ bỏ vô đây một chút hạt nêm ha. Chị Minh, mình bỏ hạt nêm vô trước nha chị Minh. Chị bỏ vô luôn, bỏ một xíu tiêu vô đây luôn ha. Với cơm này thì chị sẽ không bỏ đường nữa. Tại vì cái vị ngọt của thanh long á, nó đủ rồi. Và chị bỏ tỏi vô, chị đảo lên. Bỏ tỏi vô. Với cân lượng như đây là mình khoảng khoảng chừng 400 gram cơm á. 400 gram cơm quý vị ha. Rồi mình sẽ đập một cái trứng bỏ vô luôn. Đó, đây chị bỏ vô. Rồi lúc này thì chị sẽ bỏ cơm vào. Chị Minh, cái cơm này em thấy nó rời rời. Chị Minh, là cái này là mình để dành trước hay là sao chị Minh? Cơm này thì chị sẽ làm á, là khi mà chị chiên cơm thì chị hay ưu tiên chị chọn cái loại gạo. Dạ, là cái loại gạo đó là nó khô, nó hay sao chị Minh? Nó rời hạt ra em. Bây giờ nhìn thôi chưa có ăn nên là em thấy là cái hột cơm mình nó mướt mướt à. Đúng rồi. Nó mướt mướt nhưng mà cái phần trứng nó không có làm cho cái cơm mình nó bị khô. Thì mình mới bắt đầu là mình đập trứng, mình bỏ vô và mình sẽ đảo trộn để phần trứng mình nó chín. Thì em thấy là những cái hạt của thanh long màu đỏ nè, nó đã nhuộm lên những cái hạt cơm của mình không? Nó đổi màu liền cho mình ha. Đúng rồi đó.
Là em thấy trong này có tới 3 màu nè. Cái màu, đầu tiên là màu vàng của trứng. Rồi cái màu thứ hai là màu hồng hồng đỏ đỏ đậm của thanh long. Và cái màu thứ ba là màu hồng nhạt của cái cơm mà nó nhuộm cái màu đó chị. Rồi cho chị xin cái phần lạp xưởng nè, tôm nè. Như vậy là bắt đầu là mình hoàn tất được cái phần cơm chiên hồng ngọc của mình rồi đó. Ui đẹp quá, đẹp quá. Em nghe mùi thơm rồi chị Minh ơi. Hồng cái này thấy màu đẹp thiệt nha. Giống như cái tên của chị Minh đặt đó. Cơm chiên hồng ngọc. Mình sẽ cho vô một ít hành ha. Rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho ra dĩa ha. Vậy là món cơm chiên hồng ngọc của mình đã xong rồi đó. Trời quá xá đẹp luôn. Bây giờ Thanh Tú và chị Minh sẽ mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức món này. Thôi không ngờ luôn chị Minh ơi, chị Minh trang trí đẹp quá trời vậy. Trời ơi ra nó lạ mắt hơn đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ cho em ăn luôn nha. Rồi chị mời em. Đói bụng quá rồi chị Minh ơi. Ngon không nên nói không nên lời luôn á. Hèn gì cứ nói mà sao thấy im ru mà. Cái vị nó rất là khác lạ so với lại cái cơm chiên mà từ trước giờ mà Tú hay làm. Cái hạt cơm nó sẽ không bị cái cảm giác là nó khô rang khi mà Tú ăn á. Cái phần lạp xưởng nó thơm, nó ngon nè, nó kết hợp lại chút xíu cái tôm nữa và đậu Hà Lan vừa chín tới. Ăn thử miếng nè. Cái đặc biệt em cảm nhận được thịt thanh long nó ngọt ngọt, nó thơm thơm, không bỏ một chút xíu đường nào hết. Nhưng mà cái vị nó rất là vừa ăn, nó đều vị, ngon, mướt, nhiệt. Với cái món cơm như ngày hôm nay thì mình đưa được cái vị ngọt thanh tự nhiên từ thanh long vào trong những cái nguyên liệu của mình, làm cho món cơm chiên hồng ngọc của mình được lạ miệng hơn, hấp dẫn hơn, mà đảm bảo được là vẫn giữ được dinh dưỡng cho món ăn của mình. Và bây giờ thì cảm ơn chị Minh đã cho em ăn một ăn rất là tuyệt vời như thế này. Cảm ơn em đã cùng với chị ngày hôm nay để có được một bữa cơm thật là ngon miệng như thế này. Dạ. Và hy vọng là em cùng vị khán giả sẽ thực hiện thành công với món cơm chiên hồng ngọc đẹp mắt và đầy đủ dinh dưỡng nữa nha. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Thanh Tú hẹn gặp lại quý vị vào lúc 11:50 từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại. Chị Minh, mình lựa làm sao mà để mình biết được là cái lạp xưởng tươi của mình nó là loại ngon chị? Tùy vào là cái nơi họ làm và em thích cái vị nào, mình sẽ chọn cái loại mà nó ít mỡ lên chút, không có sử dụng cái ướp màu vào trong đó quá nhiều.